Thôi mọi người ơi, năm cũ đã qua rồi, mọi người có điều ước gì cho năm mới không? Cụ mong có sức khỏe cho tất cả mọi người. Cụ khỏe rồi, cụ sẽ tập lên 6 múi để khoe với tất thảy bà quan trên tàu. Dạ thôi ạ, ở thủ đô Thanh Lịch thì múi não vẫn đẹp hơn múi bụng của ạ. Tôi ước các thanh niên phá phách hàng chục nghìn tỷ của bố mẹ sẽ thành đạt và có chiếc ô tô của riêng mình, chứ cứ 30-40 người thay nhau chụp ảnh rồi cùng ngồi trên một cái ô tô 4 chỗ trông cũng không sang trọng lắm. Tôi ước tất cả mọi người đều có điện thoại, người lớn có thể giải trí, trẻ con có thể học online. Có mà để ông ăn trộm thì có. Tôi chỉ ước ông lương thiện. Đi.